Điểm tiêm này đặt tại trường tiểu học thị trấn Củ Chi. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện, trong sáng mai, điểm tiêm này sẽ chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 1.500 em, chủ yếu là học sinh lớp 12. Loại vaccine dùng để tiêm cho các em là Pfizer. Các khu vực tự tiếp nhận trẻ, khám sàng lọc, bàn tiêm, theo dõi sau tiêm đều đã được chuẩn bị kỹ. Công tác vệ sinh khử trùng cũng đã được thực hiện trước đó. Chúng tôi đã sắp theo những cái mô hình, những cái điểm tiêm gần những cái nơi gọi là bệnh viện, chẳng hạn như phòng khám có khả năng để tham gia cấp cứu trong những trường hợp phản vệ nặng. Bàn tiêm thì gồm có một bác sĩ khám sàng lọc và một bác sĩ theo dõi sau tiêm. Và sau khi thì thời gian theo dõi sau tiêm của bé thì là 30 phút, nhưng mà đó là mang tính chất tương đối, còn thời gian nó còn trong 24 giờ nữa, cho nên trong đó mình sẽ dặn dò sau khi bé đi về, mình sẽ dặn dò cho mẹ bé rồi theo dõi những triệu chứng gì. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, đa số phụ huynh đều đồng thuận cho các trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19. Các thông tin về tổ chức tiêm đều được thông tin đến phụ huynh trên các nhóm của lớp và phòng đào tạo. Phụ huynh sẽ nhận thông tin và đưa các em đến theo giờ hẹn. Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị phiếu và cho quét mã QR từ trước để phụ huynh dẫn con em mình khi đến tiêm. Thì huyện sẽ tổ chức tiêm thí điểm ở một điểm trên địa bàn huyện. Huyện thì có 6 điểm, dự kiến là sẽ tiêm ở 6 điểm, là 6 cái cụm xã, cụm trường của huyện, với số lượng tiêm thì khoảng 1.500 em. Thì sau khi tiêm ngày mai thì mình sẽ rút kinh nghiệm để cho các cái điểm tiêm còn lại, và nếu thuận lợi thì ngày tiếp theo mình sẽ tổ chức đồng loạt ở 6 điểm. Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cũng cho biết, ngoài trừ các xe cứu thương trực tại điểm tiêm, sẽ bố trí thêm xe cứu thương lưu động dự phòng. Ngoài 30 phút chờ sau tiêm, sẽ có đường dây nóng trong 24 giờ sau tiêm, để khi có phản ứng thì phụ huynh sẽ có hỗ trợ nhanh từ y tế. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, với số trẻ dự kiến là khoảng 780.000 em.